Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Gió Biển đang có mặt tại khu du lịch sinh thái dạng đông tại huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định. Một khu biển hoang sơ và rất đẹp, được quảng cáo và thông tin trên những cái trang mạng Facebook, TikTok rất là nổi tiếng và rất là nhiều người biết đến. Nhưng trong một cái khoảng thời gian vào thời gian trước thì có cái thông tin là ngày mùng 5 tháng 9 vừa rồi thì chính quyền đã cho tháo dỡ một số những cái kiosk và những cái hàng quán tại đây. Hôm nay thì Gió Biển tới đây để thông tin đến quý vị và các bạn thực trạng hiện tại thì khu du lịch sinh thái rạng đông hiện tại ra sao, có sầm uất như trước hay không, hay là vắng lặng im lìm. Một nơi biển hoang sơ có bờ cát thoải trải dài rất đẹp, nhưng nơi đây thì hiện tại có còn được nhiều du khách đến và có những cái dịch vụ phục vụ những du khách tới đây hay không? Thì theo quan sát của Gió Biển vừa xong thì thấy được rằng là nơi đây chỉ còn lại khoảng 30% hàng quán so với trước đây là 100%. Hiện tại thì các quán vẫn hoạt động nhưng có vẻ ít khách du lịch hơn. Trước kia thì ở đây là một nơi mà nếu như quý vị và các bạn về đêm thì chắc hẳn nơi đây như một nơi phố biển, rất là đầy đủ những cái món ăn hải sản và những cái đồ ăn thức uống phục vụ quý khách rất là tận tình chu đáo. Bây giờ thì Gió Biển đang đi trên bờ cát bãi biển của khu du lịch sinh thái rạng đông. Khi mà tới đây thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận được một cái không khí rất là tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng nơi đây. Đó chính là khu rừng phòng hộ và tất cả những cái không khí tự nhiên tại đây có gì đó rất là trong lành và bãi biển ở đây rất hoang sơ. Khi mà tới đây, quý vị có thể đi bộ trải dài trên bờ cát. Có lẽ là phải đi đến khoảng 1,5 đến 2 cây mới hết được cái bờ cát bãi biển nơi đây. Và ở đây thì bãi biển khá là sạch đẹp bởi thỉnh thoảng có một số cái việc làm của các em học sinh tới đây vệ sinh nhặt rác ở bãi biển, nên bãi biển ở đây rất đẹp và nên thơ trữ tình. Một cái không khí tự nhiên và thoáng đạt được thiên nhiên ban tặng tại khu du lịch sinh thái rạng đông, đúng như cái tên của bãi biển này. Những du khách ở xa thì có thể tới đây du lịch và cảm nhận được cái hương vị biển tại đây. Không những thế, quý vị và các bạn có thể cảm nhận được những món ăn đặc sắc, độc đáo mà chính những người dân nơi đây, những đầu bếp tại địa phương có những cái món ăn truyền thống sẽ làm cho quý vị nhớ mãi không quên hương vị của khu du lịch sinh thái Lạng Đông. Hiện tại thì ở phía khi bắt đầu vào của khu du lịch sinh thái Lạng Đông sẽ là một con đường đê trải dài khoảng 2 đến 3 km và khu công nghiệp Aurora Dệt May Lạng Đông cũng đã đang xây dựng một cái quy mô rất lớn. Và đây thì Gió Biển đang đi bộ trên chỗ ven bờ đê. Quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là những cái phản và những cái bàn ghế ở đây đã được có gì đó là tiết giảm những cái quán đi rồi. Mặc dù vậy thì quý vị và các bạn vẫn có thể tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của khu du lịch này. Một nơi hoang sơ có những cây bàng chỉ đâu đó khoảng 3 đến 5 mét chiều cao, tỏa bóng mát. Vào những ngày hè hoặc là ngày nóng bức thì nơi đây cũng rất là mát mẻ.
không có cái gì đó mà nóng hay là sợ những cái thời tiết khắc nghiệt khi mà tới đây. Một cái không khí rất là tuyệt vời tại đây. Và ngày hôm nay thì gió biển xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về khu du lịch sinh thái Lạng Đông hiện nay vẫn còn hoạt động. Nên quý vị và các bạn hãy đến trải nghiệm một lần nhé.